các cá voi ETH cổ đại làm dấy lên nhiều nguy cơ bán tháo trên thị trường. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử chứng kiến nhiều biến động, nhiều địa chỉ cá voi bất ngờ di chuyển lượng lớn tiền điện tử sau thời gian dài ngừng hoạt động. Dữ liệu từ The Data Net đã tiết lộ rằng một ví ETH cổ đại đã bất ngờ thực hiện một giao dịch khủng, chuyển hàng triệu ETH sang sàn giao dịch lớn nhất ở Hoa Kỳ Coinbase. Được biết, cá voi này đã thiết lập ví cách đây 8 năm, tức khoảng năm 2016, và thực hiện một giao dịch mua 12.427 ETH trên Poloniex với mức giá trung bình là $11 vào thời điểm đó. Cho đến nay, ví này đã bất ngờ bán 4.153 ETH với giá trung bình $2.984 mỗi ETH, đánh dấu mức tăng trưởng khổng lồ 27.027%. Số ETH gửi tới Coinbase hiện có giá trị hơn $12 triệu. Trong cùng ngày, một cá voi có thâm niên khác cũng đã chuyển 614 ETH, trị giá khoảng $1.79 triệu, sang sàn Kraken và hiện vẫn giữ lại trong ví 1.329 ETH, trị giá gần $4 triệu. Được biết, số ETH này được mua cách đây 5 năm với giá trung bình là $195. Ngoài ra, dữ liệu từ OneAlert cũng phát hiện 3 giao dịch ETH khổng lồ được thực hiện trên Coinbase trong ngày hôm qua. Cụ thể, 3 cá voi không xác định đã di chuyển lần lượt 30.020 ETH, 11.192 ETH và 11.207 ETH sang sàn Coinbase. Mặc dù không thể đoán được động cơ thực sự của những giao dịch bất thường trên, nhưng rất có thể đây là tín hiệu bán tháo tiềm ẩn thường xảy ra trên thị trường. Tính đến khuya ngày 14 tháng 5, ETH đang trao đổi tại $2.956, tăng 0,5% trong ngày, nhưng đã điều chỉnh gần 5% trong khung thời gian hàng tuần, theo dữ liệu từ CoinGecko. CEO Tether đáp trả cực gắt loạt tuyên bố gần đây từ CEO Ripple. Trong một động thái mới, CEO của Tether, Paolo Adorno đã có màn đáp trả cực gắt sau loạt tuyên bố gần đây liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào nhà phát hành stablecoin này từ CEO của Ripple, Brad Gallinghouse. Theo một tweet được chia sẻ trên kênh X chính thức của mình, Adorno đã không nhượng bộ mà ám chỉ rằng một CEO không đủ hiểu biết, lãnh đạo một công ty đang bị Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, SEC, điều tra, tung ra một stablecoin cạnh tranh đang gieo rắc nỗi sợ hãi về USDT. Đồng thời, Adorno khẳng định rằng hệ sinh thái của Tether vẫn mạnh mẽ và an toàn, nhấn mạnh sự ổn định về giá, dự trữ thanh khoản dồi dào, quyền giám sát cấp cao và các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt. Hơn nữa, vị CEO này cũng đã liệt kê cụ thể các yếu tố khác nhau góp phần vào việc tuân thủ và áp dụng USDT trên toàn thế giới. Trong số đó phải kể đến là việc công ty tự nguyện thực hiện 198 yêu cầu đóng băng ví từ các cơ quan thực thi pháp luật trong năm qua, 90 trong số đó có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Mặt khác, công ty cũng đã hợp tác với 124 cơ quan thực thi pháp luật trên hơn 40 quốc gia và đã đóng băng hơn $1.3 tỷ tài sản liên quan đến các hoạt động gian lận, hack và rửa tiền. Gã khổng lồ đầu tư Metaplanet đưa BTC trở thành tài sản dự trữ chiến lược. Gã khổng lồ đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã chính thức chọn BTC là tài sản dự trữ chiến lược của mình, nhắm mục tiêu bảo vệ dự trữ khỏi gánh nặng nợ công của Nhật Bản, cũng như sự mất giá của đồng yên. Theo một thông báo báo chí vào ngày 13 tháng 5, động thái này là một phản ứng trực tiếp đối với áp lực kinh tế kéo dài tại Nhật Bản, đặc biệt là mức nợ công cao, thời gian dài của lãi suất thực âm và khiến đồng yên ngày càng suy yếu. Theo dữ liệu từ Bitcoin Treasuries, từ tháng 4, Metaplanet đã mua 117,7 BTC, trị giá khoảng $7.19 triệu. Công ty dự định giữ BTC trong dài hạn để đảm bảo lợi nhuận chưa thực hiện được thuế tối thiểu và mua thêm BTC bằng cách phát hành các khoản nợ yên có thời hạn dài khi có cơ hội. Động thái mới được xem là khá nổi bật vì nó diễn ra vào thời điểm khủng hoảng tài chính của Nhật Bản. Các nhà ủng hộ tiền điện tử từ lâu đã luôn ca ngợi BTC như một phòng ngự trước sự thiếu trách nhiệm về tài chính và tiền tệ. Tỷ lệ giữa nợ công và GDP của Nhật Bản hiện vượt quá 254%, cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển, theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Dữ liệu từ TradingView cũng cho thấy đồng yên Nhật đã giảm giá 50% so với đô la Mỹ kể từ đầu năm 2021. Yên gần đây đã lùi về dưới mức 60 đồng trên mỗi đô la Mỹ, đạt đến mức thấp nhất trong 34 năm. Tron tăng gần 30% trong tuần nhờ hiệu ứng xung quanh Notcoin. Khi cơn sốt xung quanh bot game Telegram Notcoin chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, token liên quan như Troncoin hay còn gọi là Tron đang cho thấy hiệu suất hoạt động và mức tăng trưởng ấn tượng trong tuần qua. Trong 5 ngày qua, các địa chỉ nắm giữ từ 10.000 đến 100.000 Tron đã bổ sung thêm hơn 350.000 Tron. Nguồn cung trị giá $2.5 triệu này là đợt mua lớn nhất được chú ý trong một tuần kể từ giữa tháng 3. Điều này cho thấy những người nắm giữ ví lớn đang rất mong đợi một đợt tăng kỷ lục mới từ token này khi ngày niêm yết token NOT của Notcoin đang đến gần.
là dự án được phát triển trên mạng The Open Network, hay còn gọi mạng Tron, Notcoin sẽ chính thức ra mắt token Not của mình vào ngày 16 tháng 5 tới, tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng, qua đó những token như Tron cũng hưởng lợi không ít. Tính đến khuya ngày 14 tháng 5, Tron đang giao dịch tại 7,28 đô la Mỹ, tăng hơn 4% trong ngày và tăng ấn tượng gần 25% trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinGecko. Đáng chú ý, gần đây dự án hệ P-Bridge cũng đã chính thức niêm yết token Tron trên P-Bridge app, cho phép các pioneer mua, bán Tron thông qua nền tảng P2P bằng VNDC và USDT. Ngoài ra, token Not cũng sẽ sớm được niêm yết trên P-Bridge vào thời gian tới, mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho cộng đồng pioneer. Đừng quên là khi tham gia tải app P-Bridge với mã giới thiệu 8439108553 từ ZyptoLiquidVN, người dùng sẽ nhận ngay 30 token BIT miễn phí. Các sản phẩm crypto lần đầu chứng kiến dòng vốn vào sau 5 tuần. Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tuần qua, phá vỡ chuỗi dòng tiền chảy ra kéo dài trong 5 tuần. Bất chấp thị trường điều chỉnh, tâm lý xung quanh BTC đã chuyển thành dòng vốn vào. Theo báo cáo hàng tuần mới nhất từ CoinShares, đã có đến 130 triệu đô la Mỹ chảy vào các sản phẩm tiền điện tử, trong đó Hoa Kỳ là khu vực chiếm phần lớn dòng tiền vào tuần trước. Đáng chú ý, quỹ Bitcoin Spot ETF của Grayscale đã ghi nhận dòng tiền chảy ra 171 triệu đô la Mỹ trong tuần, đánh dấu mức rút tiền hàng tuần thấp nhất trong 5 tháng, góp phần vực dậy hoạt động trong khu vực Hoa Kỳ. Trong khi, các quỹ Bitcoin Spot ETF của Hồng Kông đã tích lũy được 19 triệu đô la Mỹ dòng tiền vào, thì các quỹ của Hoa Kỳ đã thu về 135 triệu đô la Mỹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZyptoLiquidVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.